Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá, bồi dưỡng sức khỏe, thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nên nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999. Sản phẩm được bảo chính bởi SCT. Thanh Thúy xin kính chào quý vị đến với chương trình Tìm Lại Tuổi Xuân Home Shopping trên làn sóng 56.5, 18.11, 20.11 và Uno IPTV. Kính chúc quý vị nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và nhiều quà tặng trong ngày hôm nay. Và xin chào chị Hương Giang. Xin chào Thanh Thúy. Hương Giang cũng xin chào quý vị. Hương Giang cũng chúc quý vị một ngày tràn đầy niềm vui, nhiều sức khỏe và quý vị sẽ càng ngày càng vui hơn với Tìm Lại Tuổi Xuân. Càng ngày càng vui hơn, càng ngày càng trẻ hơn và khỏe hơn nữa quý vị. Cái này Thanh Thúy muốn chia sẻ với quý vị là có nhiều khán giả cũng gọi cho Thanh Thúy nói là còn cái kem mà chống nhăn mắt nữa hay không? Tại vì chị sử dụng, chị rất là thích và chị muốn gửi cho người chị ở bên người thân ở bên Việt Nam. Mà cái vấn đề là chị share cho sử dụng thử rồi và thích rồi, bây giờ chị đâu có thể là gửi nguyên cái hộp của chị cho bên qua bên Việt Nam nữa đâu. Cho nên chị hỏi Thanh Thúy còn hay không? Tại vì chị đi đám cưới vào ngày hôm đó, vào tối hôm đó rất là đẹp và mà trang điểm thì có nhiều cái vết nhăn ở dưới chân mắt, thì chị mới sử dụng cái này. Cũng may quá là chị nhận được trước cái ngày đám cưới nên chị thử sử dụng. Mà em biết không, là bây giờ chị trang điểm lên chị trông chị trẻ quá mà chồng chị nhìn không ra vậy luôn. Nhìn á, và khi mà vô cái bàn tiệc đám cưới á, ai cũng nhận chị không ra, nói là chị sử dụng sản phẩm gì, chị uống cái gì, hoặc là chắc là tập yoga hay tập thể dục gì mà sao nhìn trông trẻ quá vậy. Thì có bí quyết đó là chị sử dụng cái kem chống nhăn tạm thời là cái kem này quý vị. Hay trời ơi, quý vị mở ra cái này nó sử dụng như thế nào. Quý vị chỉ cần là một vài giọt thôi, một giọt nhỏ thôi nè, đó, một giọt nhỏ vào phòng. Xong rồi quý vị bỏ vào dưới mắt, và dưới mắt quý vị nha, để cho nó một chút, khoảng chừng 1 phút, 2-3 phút gì đó, rồi nó sẽ, quý vị thấy là cái độ pressure, quý vị sợ là nó làm gì cặp mắt của mình, sao mình có căng quá vậy, thì đó đang làm căng cái mắt, nhà mắt nhăn lần nhăn mắt của mình, để cho quý vị tạm thời thôi, trong vòng nguyên cả buổi tối đó, có thể là 12 tiếng, 12, 24 tiếng gì đó, thì quý vị đi buổi tối buổi tiệc hôm đó, quý vị sẽ được lộng lẫy, sẽ được trông trẻ hơn cả 10 tuổi luôn. Thì lúc đó thì sao quý vị trang điểm như bà Thanh Thúy, đánh một cái phớp lớp phấn trang điểm ở dưới mắt, concealer, kem che khuyết điểm để cho mắt quý vị nó không có lớp vết nhăn. Chỗ nào bị nhăn chân chiên đó, thì chỗ nào mà bị nhăn hoặc là hai cái cổng này nè, hoặc là chỗ này bị nhiều nè, hoặc là hai khóe miệng nè, vì chỗ nào bị nhăn quý vị cứ lấy một ít thôi nhé, vì lấy một mỗi lần quý vị bỏ một động thôi, một đậu thôi, nhỏ như vậy dùng cho Thanh Thúy, rồi mình xoa nhẹ như vậy nè, xoa nhẹ vậy thôi, một chỗ thôi, đừng xoa hết mặt nó căng như hết luôn. Nó nghĩ là mình xoa nhẹ thì cái chỗ đó nó sẽ căng ra, sau đó quý vị đánh phấn thì nó nhìn nó trông nó trẻ trung và nhìn thấy lộng lẫy và sáng cái da mình hơn.
lúc đó là tạm thời, nhưng mà về nhà đừng có buồn, từ đó trở lại nha. Đừng có buồn trở lại nhăn, nhưng mà quý vị nếu mà quý vị xài mỗi ngày đó thì nó sẽ giúp cho việc giảm nhăn cho quý vị tốt luôn, tại vì nó có kem dưỡng da mắt luôn. Thì cái một cái chai nó như vậy là 150. 150 nếu quý vị muốn mua thì quý vị cũng có thể gọi mua, thì Thanh Thúy sẽ có quà cho quý vị. Bán cho mình 120 đồng một ngày hôm nay thôi. Bán cái giá 120 đồng ngày hôm nay, giá nó cho chị có nó 150, bán 120 đồng nếu quý vị mua. Còn không á, quý vị có thể lấy tìm cách như vậy là mua quà, mua sản phẩm nào để được cái tặng cái này. Đầu tiên á, quý vị mua cao cúc sâm, ngày hôm nay cao cúc sâm, quý vị mua một hộp cao cúc sâm, quý vị được tặng nguyên một cái hộp cao cúc nấm linh chi luôn. Nếu quý vị không lấy một cái cao cốt nấm linh chi, quý vị được lấy khuyên một cái vòi tắm để mà gọi đầu, tắm rửa cho không bị khô da và chống rụng tóc. Và quý vị còn được tặng thêm một cái hộp thực phẩm sinh tồn, một cái hộp thực phẩm sinh tồn luôn nha. Và 10 người đầu tiên cũng được cái tặng cái chai Ensohara này là chống nhăn tạm thời cho quý vị. Còn mua Đông Trùng Hạ Thảo ngày hôm nay đặc biệt. Đông Trùng Hạ Thảo ngày hôm nay, quý vị nào muốn mua 1 tặng 1, ngày hôm nay có 1 tặng 1 cho 30 viên. Đông Trùng Hạ Thảo 30 viên mua 1 tặng 1. Nếu quý vị mua 3 chai thì được tặng 3 chai. Mà còn được tặng gì thêm nữa? Còn được tặng thêm 1 chai nghệ nữa. Và 10 người đầu tiên cũng được tặng cái này luôn cho quý vị. Nhưng mà quý vị chỉ mua được 3 chai trở lên thì mới được tặng cái này. 3 chai trở lên mới được tặng cái Ensohara này thôi nha quý vị nha. Và nếu bị mua 3 chai được tặng cái nghệ, còn được tặng thêm cái này nữa. Và gọi vào chia sẻ còn được thêm quà cho quý vị nữa. Và quý vị không lấy cái Ensohara này, quý vị có thể lấy một bộ mỹ phẩm này luôn. Còn cái shower gọi đầu á, thì mua 1 tặng 1 95 đồng. Cái under sink là một cái bộ lọc nước để uống, ba đầu lọc để uống nha quý vị nha. Thì mua 145 đồng mình được tặng nguyên cái bộ dầu gội dưỡng tóc, hấp tóc của Kigo, là một cái công những cái công ty mà rất là nổi tiếng, đã chống rụng tóc rất là hiệu quả. Và 145 đồng. Còn nếu quý vị muốn mua cái này thì nó là cái này để bàn thôi, 125 đồng cho quý vị. 150 đồng cho quý vị. Nhưng mà nếu mà Thanh Thúy nghĩ á, quý vị để under sink thì bao giờ nó, nếu là em sẽ chọn cái under sink. Tại vì tại sao? Nó không, nó làm trực tiếp, nó không có cần mất nhiều thời gian để đổ nước gì vô hết trơn á. Nếu là Thanh Thúy thì Thanh Thúy mua cái ba đầu lọc luôn cho tiện lợi. Tùy quý vị thôi, đó là sự lựa chọn quý vị. Còn Thanh Thúy, nếu là Thanh Thúy thì em sẽ chọn cái under sink, cái dễ dàng mình xài cả nhà luôn. Đúng rồi. Cái đó thì vừa tiện ăn lợi, vừa nấu ăn luôn à. Mà mình... nó cũng có 145 đồng mà chị. Đúng rồi. Đúng mà rồi. Under sink một cái là nó có hay ở điểm này là coi như không có phải bị bình chứa gì hết trơn. Yeah. Có nhiều quý vị bảo trời ơi nhưng mà chứa bình chứa lên cồng kềnh cho nhà bật bờ bộn khó sắp xếp. Nhưng cái bộ này thì rất là hiện đại quý vị ơi, là coi như gắn gọn nhẹ trong under sink của mình và lọc trực tiếp ra, nghĩa là nước trực tiếp ra, mình lọc được bao nhiêu mình uống bấy nhiêu chứ không còn bị nước thải như ngày xưa. Ngày xưa quý vị có cái bình chứa thì ví dụ 10 gallon nước dùng thì 10 gallon nước phải bỏ đi, rất là phí nước, mà cái nước đó là sao cũng là mình phải trả tiền. Mà tiền nước ở Cali mình chỉ thấy rất là mắc. Thanh Thúy em nghĩ là cái bên cái đặng bàn này cho người nào mà không có nhà ở xe phòng này đó. Nọ đó thì hoặc họ có sử dụng, các bé mà đi học mà thuê các bé mà đi học mà ở các trường đại học này kia em, yeah, mà rồi. Ở chung các phòng phòng với nhau, ở gọi là ký túc xá thì đang ở ký túc xá thì mình thì phải mua cái này để đỡ phải đi bị ướt nước. Thì cho nên ngày hôm nay với nhiều cái promotion đặc biệt, quý vị gọi cho Thanh Thúy, thích quà nào kể cho Thanh Thúy biết rồi, nhưng mà bạn tặng được thì tặng nha quý vị nha. Gọi vào chia sẻ thật nhiều trong ngày hôm nay để mà có cái promotion đặc biệt. Hôm nay mình có tặng cho quý vị luôn cái kem Ensohara này, chỉ giá là 150 đồng luôn. Và bây giờ Thanh Thúy mở đường dây điện thoại để quý vị gọi vào. Chị có thể mở đường dây điện thoại gọi rồi. Vào để mà order cái promotion đặc biệt. Và mình chúng ta chơi cái game đầu tiên để mà mình khởi động. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị yêu thích sản phẩm nào quý vị cứ tranh thủ gọi vô. Vừa chơi game nhưng cũng vừa để quý vị gọi vô để order hàng. Chứ nhiều khi mà chơi game quá rồi đến hồi sau quý vị gọi không kịp vô những cái sản phẩm mà Thanh Thúy hồi nãy còn chưa lấy giá. Đó là ví dụ quý vị mua Đông Trùng Hạ Thảo Dano ngày hôm nay 30 viên rồi. Thì 70 đồng mua 1 tặng 1. Rồi có một cô Lý xin tha chào, phải 949 chị Ca Thi đúng không ạ? Chị Ca Thi. Hello. Dạ chào chị. Dạ con. Rồi bên con sẽ gọi cho cô muốn cần cái gì à? Cô muốn kiểm tra gì à? Cô để hai cái mấy cái đồ
thì tôi lấy xong rồi, nhưng mà có hai cái đầu lọc ở dưới cái sinh đó, có hai cái đầu lọc số 5300 đó. Dạ có rồi, có hàng về rồi. Hàng về. Chưa có hàng thì bây giờ con chắc là dùng cô, vừa có hàng chưa? Dạ hàng về rồi, đầy kho luôn cô. Cô cứ việc ra lấy hàng cô nha. Ra lấy đầy kho luôn rồi. Dạ. Cái dạ. Cô này cổ ở trực tiếp ở công ty, cô biết rành dạ, đó vâng. Con. Dạ hôm đó cô ra thì tại vì là hàng mới nhập về thì có một số khách ra lấy liền, thì có khách có khách không. Còn hôm nay là coi như hàng đầy kho, quý vị order ra là có hàng sẵn sàng cho quý vị. Rồi bây giờ cô ra cô lấy nha cô nha. Dạ. Rồi cô ơi, cô đã sử dụng những cái máy lọc nước của tụi con chưa? Máy lọc nước Awasana chưa cô? Cô có rồi. Cô sử dụng như thế nào, cô có thể chia sẻ cho tụi con được không ạ? Đó, rồi tốt lắm Thanh Thúy. Cô lấy cái thử cái đồ chai nước mà nhà cô mua cho hôm thì cô về thử nước đó, thì cái bên một cái màu xanh. Rồi mà nó uống cái nước nó ngọt lắm Thanh Thúy. Nó ngọt hơn mấy cái chai nước mà mình trong mấy cái chai mình mua ngoài nhà ngoài chợ đó, 24 chai. Mát hơn lắm không cô? Dạ, ngọt là cổ họng em. Dạ. Rồi, con cảm ơn. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều cô ha. Có dịp cô ra cô lấy hàng đi nha. Dạ. Dạ rồi. Cô lấy cô chia sẻ như vậy với Thanh Thúy đó, là mua xài cái nước rất tốt. Thì để mấy quý vị vừa mấy quý vị mua cái Undersing. Là rẻ mà vừa tốt lắm nha Thanh Thúy. Dạ, con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Dạ, con ra cô lấy giùm cho con đi nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Và quý vị, thì giờ Thanh Thúy chơi game đầu tiên nha. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Rồi, game đầu tiên. Thanh Thúy sẽ đọc cái game đầu tiên. Đây là lần thứ 2, lần thứ 3. Rồi, cái game đầu tiên nè. Bạn không thích người ta làm gì trong thang máy? Bạn không thích người ta làm gì trong thang máy? Theo chị không thích người ta làm gì trong thang máy? Dạ, chắc không thích thì có nhiều lý do lắm. Nhưng mà nếu mà lịch sự không sao, mà những người nào bất lịch sự thì mình không thích người ta bất lịch sự trong máy. Nghĩa là không bất lịch sự là không bất lịch sự như thế nào? Ví dụ trong thang máy nghe có nhiều trường hợp là đàn ông mà ỷ lại, ví dụ sàm sỡ. Sàm sỡ, ví dụ có một người đúng nữ rồi. Trong thang máy họ sàm sỡ là cái đó. Bây giờ có ai sàm sỡ nào chị? Máy chưa có ai. Chưa, mình lớn thì chắc không dám sàm sỡ, nhưng chắc là mấy em nhỏ chắc họ sàm sỡ. Không, đàn ông ở gặp Thanh Thúy thì nó không dám sàm sỡ gì đâu. Nó sợ lắm. Thanh Thúy xin nghe à? Thanh Thúy xin nghe à? Dạ. Không được nói phone. Ở trong thang máy không được nói phone. Dạ cũng đúng rồi cô, nhưng mà không có trong cô cũng đáp án cho cô nha. Dạ Hương Giang xin chào 337 ạ. Không thích thì đã hút thuốc lá cho hơn. Nhưng mà không có trong đáp án cô. Cái đó thì chắc ai cũng ghét đó. Rồi cái đó là không thích rồi đó, Thanh Thúy không ưa rồi đó. Thanh Thúy xin nghe hả? Hello cô ơi. Hello. Dạ con chào cô. Thanh Thúy Tần Thắng. Không thích Tần Thắng. Dạ không có nha cô nha. Dạ. Thanh Thúy xin nghe hả? Thanh Thúy xin nghe. Hello xin nghe. Cái xăm mà xăm viên nó uống lại mấy viên hả? Dạ xăm viên đó cô, mỗi ngày cô uống 1 viên giùm cho con nha. Chào 801 ạ. Uống 1 viên giùm cho con nha cô ha. 1 viên hoặc 2 viên. 1 viên hoặc 2 viên. Dạ xin chào 801 ạ. Dạ. 1 viên hoặc 2 viên trở lên nha cô. Alo. Dạ chú nói đi chứ. Dạ dạ chị trả lời đi chị. Xăm viên uống 1 2 viên sáng hay buổi sáng là buổi. Dạ có nhiều người trả lời nhưng mà không có trong đáp án nha cô. Rồi cảm ơn cô ạ. Dạ. Con thấy xin nghe à. Con thấy xin nghe 5902. Chen lấn đẩy nhau rồi có đó, nha cô đó. Nha nhưng mà không phải là câu trả lời ưu tiên. 5902 đúng không ạ? 5902. Bây giờ mình mới bắt rồi. Tiếp tục ha. Để cảm ơn. Rồi. Dạ Hương Giang xin chào 951 ạ. Chưa có phải là câu ưu tiên. Alo. Dạ cô nói đi cô. Không đúng thích rồi. Nói chuyện ồn ào là câu trả lời ưu tiên á. Vậy cô là đúng câu trả lời ưu tiên là không thích nói chuyện ồn ào trong thang lớn, máy. Ồn ào. Rồi cô cho con một số phone cuối đi cô. 951 dạ. 463 dạ rồi ạ. Con tiếp tục cô. 0581 phải không ạ? 0581 cô ha. Dạ vâng. Rồi cô thắng win game 1. Dạ. Cô số phone 0581 đã thắng win đầu tiên. Dạ, đó rồi, là không thích nói lớn trong thang máy. Cái câu trả lời ưu tiên đó là nói lớn, nói ồn ào. Còn cái câu trả lời thứ hai là chen lấn đẩy nhau. Và thứ ba là đùa giỡn với nhau quý vị. Đó là những người gì mà người ta không thích khi mà quý vị làm trong thang máy. Rồi bây giờ quý vị có thể gọi để mà order sản phẩm nha quý vị nha. Thanh Thúy xin chào 714 ha. 6858. Cô ơi. 6858.
Quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1-888-680-6689. Bây giờ là cái promotion đặc biệt bữa giờ cho quý vị nào mua những cái sản phẩm như là cái shower để mà gọi đầu để tắm, hoặc là cái máy lọc nước ba đầu lọc để under sink quý vị. Tại sao mà chúng tôi có cái giá đặc biệt như vậy? Mà nhớ ngày đầu thì cái shower quý vị mua một tặng một, còn được là shipping khắp tiểu bang đúng không ạ? Và cái giá của này là 145 đồng. Nhưng mà bây sau này chúng tôi sẽ không còn được cái giá này nữa. Tại vì thời gian đầu chúng tôi có được cái promotion đặc biệt là người đại diện đầu tiên. Người đại diện của đầu tiên, cái ngày đầu tiên mà chúng tôi làm đại diện của cái công ty Awasana này, thì cái đầu lọc mà shower mua một tặng một đó, bây giờ không còn shipping trên toàn nước Mỹ, free shipping nữa. Còn cái này quý vị 145 đồng vẫn còn trong ngày hôm nay. Nếu quý vị nào muốn order, tranh thủ order ngày hôm nay lấy cái máy under sink, vẫn còn cái giá là 145 đồng tặng cho quý vị luôn một cái chai dưỡng tóc quý vị. Thậm chí không có cái chai dưỡng tóc ở đây, có thể là được cái chai dưỡng tóc Kigo quý vị nha, là một trong những cái nhãn hiệu mà được giải về chống rụng tóc rất là hiệu quả. Quý vị được nguyên một cái chai đó luôn để dưỡng tóc. Ví dụ như là quý vị, tại sao quý vị rụng tóc nhiều là do tóc sơ khô, và mình nghĩa là Thanh Thúy xin chào 714 à. Hello, xin... Alo, dạ em chào chị à. Cho chị hỏi cái code set 950 của Ngọc Ngà Anh bán bao nhiêu vậy em? Detox chính cái chai đông trùng hạ thảo 950 của Nguyễn Ngọc Ngàn là 100 đồng, 108 đồng mua một tặng một, rồi tặng 30 viên nữa nha cô ha. Còn bây giờ nếu mà cô mua 30 viên mua một tặng một nè, hiện giờ ta có promotion 30 viên mua một tặng một luôn. Không, cô. Cô muốn lấy cái đó không? Rồi, mua một tặng một, cô lấy cái đó nha. Một tặng một, 30 viên. Rồi, 30 viên. Cô có muốn chia sẻ con có được quà thêm không? Cô ơi, cô có muốn chia sẻ để được quà thêm không cô? Cô ạ? À? Dạ, quốc như thế nào cô có thể chia sẻ ra tụi con được không ạ? Ngủ được, không đi tiểu đêm nhiều lần. Dạ rồi, không nhiều lần nhưng mà nó có giảm với cô rất là nhiều hay sao à? Hả? Nó nghĩ là giảm nhiều lần, giảm nhiều lần phải không cô? Nghĩ là cô một đêm chỉ đi một lần hai lần thôi à? Dạ rồi, ok con tặng cho cô là cái hộp kẹo xăm nha, chia sẻ nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều, con chào cô. Hôm nay cô có mua sao tặng một tặng một cô? Chị mở đi xem. Alo, dạ chào cô, hôm nay cô có mua thêm sao tắm đang có bổng sinh đặc biệt là mua một tặng một ngày hôm nay đấy cô. Dạ, yeah. Thì con ghi cho cô luôn, chỉ có dạ 65 đồng cái bộ filter under sink đó cô. Dạ 65 đồng với 30, cảm ơn nha. Dạ vâng, rồi con giữ cho cô mấy cái filter nha, cô tranh thủ ra lấy hàng cô ha. Dạ vâng, con chào cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Và thưa quý vị, trong những cái ngày này quý vị biết là chúng tôi đại diện cho sản phẩm của công ty Awasana, gồm có máy gọi đầu, nói quý vị là cái máy lọc nước để shower, để gọi đầu là để bỏ đi những cái chất tẩy, để cho mình có một cái nguồn nước mà mình không có bị dễ bị khô da. Quý vị thấy là da quý vị bị viêm da nổi, những cái hồ hộp nhiều như là chicken skin đó, mà là da của con gà đó, nó bị viêm nổi hồ hộp rất là nhiều, nhìn mất thẩm mỹ vô cùng. Và tại sao bị rụng tóc nhiều, sử dụng bao nhiêu dầu gội cũng không hết, quý vị giúp cho Thanh Thúy. Thanh Thúy đã bị rất là nhiều rồi, hồi xưa là để ý là cái sàn nhà đầy tóc hết luôn á, là trên gối của mình cũng đầy tóc luôn, mà bây giờ sử dụng thay cái nguồn nước đi, quý vị sẽ thấy sự thay đổi. Thanh Thúy xin chào 714 à. Anh thấy xin nghe. Cái filter con có nghe. Dạ đúng rồi, Awasana cô à. Dạ. Rồi. Rồi cô dùng rồi cô chia sẻ đi, cô có order. Cô order, cô chia sẻ đi cô ơi. Rồi để quên không nghe nói cô chia sẻ. Cô cảm thấy sao cô? Sau một thời gian cô dùng cô thấy sao cô? Dạ. Tốt lắm ạ. Uống nước thấy ngon phải không cô? Dạ. Mà cô tắm gội thì cô có thấy da dẻ mướt mát không cô? Dạ, nó đỡ hơn nhiều. Dạ, nó cảm thấy tốt, bé đỡ hơn ngày xưa nhiều cô ha. Dạ, rồi, con cảm ơn cô nhiều. Con giữ đồ cho cô rồi, cô rồi, yên tâm. Rồi, quý vị, dạ. Quý vị biết là tại sao Thanh Thúy sẽ tiếp tục quý vị nghe. Là có nhiều người cũng đã chia sẻ cho Thanh Thúy là họ đã sử dụng cái máy này quý vị. Awasana, thì Awasana đâu phải mới đây đâu, lâu lắm là 5 năm không chị? 5 năm cộng đồng người Việt thôi, nhưng mà nếu là cộng đồng Mỹ là 22 năm rồi. Rồi, cho nên á... 5 năm ở cộng đồng người Việt của mình.
Thanh Thúy đã hỏi nhiều anh chị, nhiều bác lớn tuổi, nhiều cô lớn tuổi, tóc tóc đỡ rụng nhiều lắm là do họ thay đổi cái nguồn nước. Và điều chính thức cho Thanh Thúy thì Thanh Thúy không rụng tóc nhiều, mà cái da của Thanh Thúy thì bị quá là khô. Thì Thanh Thúy có gặp cái chú đó, chú nó nói con thử sử dụng đổi nguồn nước đi, bảo đảm với con. Thanh Thúy không tin, bây giờ tin rồi. Bây giờ da của Thanh Thúy bây giờ mặc áo tự tin, mặc sắc nách như vậy, ngày xưa không dám mặc áo tay dài, lựa tay dài mặc không có nóng muốn chết mà cũng phải mặc nữa. Quý vị sử dụng cái này đi khoảng vài tháng thôi, tại vì cái nước nguồn nước này có những cái vitamin, có những cái chất nó làm cho xốp cái da mình, làm mềm da. Vị quý vị sử dụng vô sờ vô đó, da ông xã sờ còn thấy đã nữa đó, nó mịn da mượt da vô cùng luôn, và quý vị thấy mát nữa, và nó không có làm cho da quý vị khô khô. Quý vị để ý là nó sẽ khô khô nếu quý vị sử dụng cái nguồn nước bình thường á, nó sẽ khô được vì có thuốc tẩy nhiều quá nó khô, và tóc quý vị cũng khô nữa. Tại sao mình xài, bởi Việt Nam mình mượt tóc lắm mà, sao giờ tóc mình nó khô queo, chảy đầu là mỗi lần chảy là nó không xuống, đúng không ạ? Nó có bị là dính một chùm như vậy là do tóc quý vị bị khô và dễ rụng. Khi khô quá tóc nó bị chết, nó không có đủ dưỡng chất thì nó sẽ tự nó chết thôi. Mà cái đẩy một đưa một đống cái thuốc tẩy đó vô cái da tóc của mình mà sử dụng mỗi ngày năm này qua năm nọ thì làm sao tóc nào mà chịu nổi. Ngày xưa thì ít chemical, ít chất tẩy, bây giờ chất tẩy nhiều quá rồi thì không có cái tóc nào mà chịu nổi. Tại sao mà bây giờ tóc người ta thưa dần nhiều là như vậy đấy quý vị. Đổi nguồn nước dùm cho Thanh Thúy là quý vị sẽ có cả gia đình mình sẽ có một cái làn da mượt mà, không có bị khô và không bị viêm da do nó bị nghẽn cái lỗ chân lông đó, vì bị tắc nghẽn cái lỗ chân lông, nó không có thoáng đi. Ngày qua ngày nó sẽ làm cho bị viêm nang lông đúng rồi à. Cho nên đó quý vị, thử quý vị sử dụng đi, quý vị sẽ thay đổi. Bình thường cái ngày đầu tiên chúng tôi mình cũng bán được hàng 2 tuần rồi. Đúng rồi. Chúng tôi cho free shipping, đó chịu lỗ. Có nghĩa là vừa bán vừa tặng cho quý vị, vì shipping cũng mất cũng gần 20 đồng. Đúng rồi. Cho nên á là bây giờ thì mua 1 tặng 1, đừng tới chắc không 1 tặng 1 tới đâu rồi. 95 đồng mua 1 tặng 1 cho quý vị. Chúng tôi đang có promotion đặc biệt của công ty tặng cho gửi cho chúng tôi là những người đại diện. Còn nếu mà quý vị mua cái máy mà gọi là Undersink ba đầu lọc để uống cho cả nhà luôn, để nấu ăn luôn đó, thì nó vẫn giữ 145 đồng cho quý vị, mà cái giá bình thường của nó là 168 đồng. Khi nào nó lên giá chúng tôi không biết. Hiện giờ chúng tôi đang được promotion của hãng, họ tặng, họ cho chúng tôi trong những ngày mà chúng tôi ra mắt khán giả. Quý vị sẽ phải sử dụng, hầu như gia đình nào cũng phải cần sử dụng hết. Quý vị gọi điện thoại cho mọi người đúng không ạ? Ai cũng nói là tôi đang sử dụng cái sản phẩm này. Thứ nhất là uống ngọt, thứ hai là nó loại bỏ những chất tẩy, chất chlorine mà rất là có hại trong cơ thể. Và không phải chỉ chất chlorine thôi, mà ở những cái Costco, những cái filter mà quý vị mua đó, bình thường đó, là nó chỉ đẩy những cái chất tẩy ra thôi, chứ nó không có bỏ đi những cái chất mà nó là nhiều cái chất mà như là có 97 cái loại chất ô nhiễm, chất độc hại, nhưng mà nó bỏ hết tất cả những cái chất khoáng cũng như là vitamin, chất kiềm, chất canxi, cho tất cả bỏ hết luôn, nó dồn bỏ hết. Còn cái nước này nói về nó không chỉ bỏ những cái chất tẩy độc hại, 97 cái loại ô nhiễm mà môi trường độc hại, mà nó giữ lại những cái chất khoáng còn nguyên vẹn mà ông trời thượng đế ban tặng cho cái nước, nguồn nước cho con người, để con người mình có sức khỏe thêm. Quý vị lấy hết tất cả những cái chất khoáng trong nguồn nước, coi như là mình uống chai vậy đó, uống không có cái gì cả. Thì tại sao mà người già bị đau nhức nhiều hơn, rồi bị sụn, bị gọi là bị nhức mỏi, rồi bị khớp, bị tạo khó, nên phải uống cái sụn cá mập đó chị, rồi bị gọi là khoái hóa khớp, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Cho nên là bị đau nhức, rồi bị thiếu canxi, thiếu rồi bị loãng xương rất là nhiều. Cho nên là quý vị là do mình uống. Bây giờ cái do từ khi mà cái tin tức về cái nguồn nước nó không tốt á, cho nên người ta đổ xô mua cái máy đó, mà cái máy đó nó lọc hết tất cả chất khoáng quý vị luôn, cho nên quý vị thiếu chất nhiều, người lớn tuổi thì đau nhức nhiều hơn và mệt mỏi nhiều hơn. Cho nên quý vị có ở nhà hầu như ai cũng có cái nguồn nước Awasana này, từ khi mà nó vào cộng đồng người Việt mình 5 năm, nhưng mà nó vào cộng đồng Mỹ, cộng đồng quốc gia khác, sắc tộc khác rất là lâu rồi. Thì cho nên hôm nay chúng tôi chỉ có giá là 145 đồng gắn ở dưới Undersea, quý vị chỉ cứ mở cái vòi ra là uống nước cũng như là nấu ăn, không có bị lo. Đừng có nấu ăn mà cái nước mà phong tên nhớ vị nha, đừng có nấu ăn cái nước đó rất là độc hại trong cơ thể, không có tốt cho cơ thể, nó không an toàn, có nhiều chất tẩy. Còn nếu quý vị sử dụng cái nước kia thì nó không còn có chất khoáng gì cho quý vị nữa. Cái đây do
do sự gọi là sự nghiên cứu về kết hợp giữa y cải học tiến mới, cải tiến mới rồi cho nên họ cho một cái máy này để mà bảo đảm cũng như là an toàn cũng tốt như là sức khỏe cho con người luôn. Cho nên hôm nay 145 đồng tặng cho quý vị Viêm một cái dầu gội dưỡng tóc nhé quý vị. Cái dầu gội dưỡng tóc này giúp cho tóc quý vị mượt mà và không gãy rụng luôn. Tóc quý vị do nhuộm tóc nhiều quá nó sẽ bị gãy rụng và rụng tóc. Thì quý vị sử dụng cái dưỡng tóc sẽ giúp cho vị là tóc quý vị mượt mà và khỏe, phục hồi là chức năng của tóc của công ty Kigo. Công ty Kigo là một trong những công ty rất hàng đầu của Hàn Quốc và đạt được cái giải thưởng về chống rụng tóc rất là nhiều. Quý vị mua cái máy này tặng cho quý vị thêm cái này nữa, đó là chống nhăn mắt nữa chị. Ôi trời ơi, đặc biệt quá, quý vị gọi do giờ vàng đúng là được cái toàn những sản phẩm đặc biệt mà chỉ có gọi do giờ này quý vị mới được tặng quà nhiều như vậy quý vị. Bình thường quý vị mua cái máy này là 145 đồng mà đó là cái giá đang ưu đãi để giới thiệu sản phẩm. Nhưng mà quý vị gọi do giờ vàng quý vị còn được tặng nguyên một cái chai dưỡng tóc mà bảo vệ tóc, phục hồi tóc ấy quý vị. Nhiều khi tóc của mình hư tổn, nhiều quý vị hư tổn quá rồi cứ phải dùng cái dầu xả nhiều, mà khi mình dùng dầu xả nhiều quá rồi lại làm cho mình tóc càng dễ rụng quý vị ơi. Thành ra khi mà quý vị mà khô quá thì quý vị lên ủ. Cái dầu này dầu cao cấp mà chuyên về coi như là phục hồi tóc quý vị. Quý vị khi gội đầu quý vị chỉ cần ủ trong tóc mình 5-10 phút xong quý vị xả lại là nó phục hồi, nó bổ sung các vitamin và các khoáng chất trong tóc của mình để cho tóc mình không bị khô, không bị cháy, không bị trẻ ngọn nữa. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị gọi Undosin 145 đồng quý vị được tặng phi cái chai dầu ấp tóc này. Nhưng mà quý vị gọi cho 10 người đầu tiên còn được tặng thêm một cái chai dưỡng mắt mà Hương Giang và Thanh Thúy từ hôm giờ rất là tâm đắc mà quý vị đã mua rồi còn gọi lại cho Hương Giang và Thanh Thúy và khen là khi đi tiệc, đi chơi với bạn bè là ai nhiều người nhận không ra. Là quý vị ơi, quý vị có thể che khóe mắt và khóe miệng. Những cái vùng nào mà da mình bị nhăn đó chị quý vị, vì người ta gọi là che các vết nếp nhăn của mình thì cái sản phẩm này chính là cái sản phẩm mà dùng cho để mình kể cả khóe mắt và khóe miệng luôn chứ không phải riêng gì khóe mắt. Nhiều khi chị em mình phụ nữ em cười nhiều cũng hay bị cái mấy cái nấm đó này thì mình đi đâu mình đi tiệc mình cũng cần phải che chút xíu cho nó tươi trẻ hơn đúng không em. Mà sản phẩm này tốt một cái nữa quý vị, nhiều khi quý kem mà mình make up nhiều nó hại da nhưng mà cái này nó lại có chất dưỡng nên quý vị càng dùng nhiều thì lại càng giảm nếp nhăn cho mình chứ không phải những cái loại kem khác mà mình chỉ để đi trang điểm make up rồi dùng lâu ngày quá sẽ bị lão hóa da. Thì sản phẩm này là nó có dưỡng chất trong đó, quý vị cứ dùng nhiều. Nhiều khi quý vị dùng hết chai rồi thì cái da khóe mắt khóe miệng của mình nó cũng giảm nhăn luôn. Đó rồi, là sản phẩm là vừa dưỡng vừa che. Công ty của mình có tất cả những cái sản phẩm tốt cho sức khỏe con người, dược thảo tốt, cao cấp xanh tốt, đông trùng hạ thảo tốt, ngày hôm nay có nước tốt nữa. Xin chào 951 và hello, xin chào 951. Hello. Dạ em chào chị. Dạ, tôi muốn hỏi chị cái máy này là ở đâu làm vậy cô? Dạ, của Mỹ chị à. Mỹ hãng nào cô? Awasana chị. 25 năm rồi. Đúng rồi. 25 năm mà dạ, được giải nhất, mà được giải nhất trong vòng 5 năm qua. Gia đình, hệ thống dạ, nước gia đình. Giải nhất về hệ thống nước gia đình đó chị. Nó bằng nhựa hả? Nó bằng nhựa hả cô? Dạ, cái này em cũng không biết là... Cô đang hỏi sản phẩm nào bằng nhựa hay bằng gì cô? Cái hệ thống nước này là bằng hay là gì cô? Cái bình nước ba cái lọc nước đó. Dạ, là nó hệ thống của nó là khi cái đường ống mà lên cái vòi của mình lên nó là bằng inox cô. Còn cái đó thì bằng nhựa bên trong nó có filter bên trong cô. Mình làm sao mình biết đó cô? À cô cứ mua đi rồi khi nào cô mua thì trong một cái hộp của nó có cái cuốn sách hướng dẫn để cho mình sử dụng mình cách gắn. Nhưng mà hệ thống này đơn giản lắm cô, để cho mọi nhà đều dùng được là nó chỉ có một đầu in, một đầu out thôi. Nó không có bình chứa, không có nước thải nên nó không phức tạp nhiều. Dạ. Dạ đúng rồi, under sink để rửa chén chén cái khu vực đó. Dạ đúng rồi. Dạ tắm thì có sao ơi tắm. Nhà tắm thì có sao ơi tắm cô. Không, bây giờ cô muốn hỏi cô hỏi về vấn đề mà uống nước, nguồn nước uống đúng không cô à? Thì cô làm cái under sink đó. Dạ cái under sink thôi, chỉ có under sink thôi nha cô. Dạ nhưng mà rồi tắm rồi nhà tắm xa quá rồi có nó có vô tới nơi không? Ủa vậy tại sao cô cần nhà tắm? Cô muốn tắm hay sao rồi cô muốn gì bây giờ? Cô muốn là tắm hay là cô muốn uống à? Vừa uống vừa tắm thì cô có một cái dạng mà để cho tắm riêng là mua một tặng một, hiện giờ ngày hôm nay là 95 đồng mua một tặng một cái promotion đặc biệt, còn để uống á, là under sink là 145 đồng cô à. Cô cái cần hai cái luôn. Dạ cô cần cả hai cái luôn á cô ơi. Con tưởng cô đã có cái shower rồi chứ. Cô chưa có shower thì cô mua cái đó luôn đi nha, cùng một cái basket. Tắm thì có nhưng mà không có cái giống cô. Trong nhà tắm thì giờ cô sử dụng là cái nước mà có nhiều thuốc tẩy á, nó nhiều có chất chlorine á, làm khô da và rụng tóc đó cô à. Cho nên bây giờ cô sử dụng cái máy shower này đi thì nó giúp cho cô hạn chế về nó làm mềm da và làm hạn chế rụng tóc cô à.
Tại cái hệ thống này nó có filter cho cô để nó lọc cho cô. Dạ. Nó khác cái hệ thống khác. Cô nói sao à? Tại vì cái nhà tắm nhiều khi không, cái shower nó riêng biệt cô à. Cô mua cái shower là cô để cái nhà tắm cô nằm ở đâu nó cũng vô được hết á. Chứ không có vấn đề gì, nó riêng biệt cô. Tại vì thế cô mới mua riêng biệt. Là cô mua cái shower riêng và mua cái under sink để uống nước riêng dùm cho con nha. Dạ. À, cái shower đó là nó lọc từ cái nước của nhà. Để chị nói cho nhà tắm đúng rồi cô. Đúng rồi cô mà, đúng rồi cô. Cái shower nó là từ lọc từ cái nhà tắm. Còn cái under sink thì nó làm cho cái under là cái bồn mà rửa chén của cô đó, để mà cô có nước nguồn nước uống. Dạ, nó lắp ráp hai chỗ luôn, nó cùng nguồn nước là Awasana luôn. Nhưng mà nó lắp ráp hai chỗ cho cô. À, về uống về rửa chén rồi luôn được. Đúng rồi, uống rửa chén nấu ăn gì luôn cũng được cô à. Nếu mà cô rửa chén thì cô rửa chén bằng cái nước bình thường đi, nước kia cũng được rồi. Dạ. Dạ. Phòng tắm thì cái bò đó đem vô trong phòng tắm riêng. Đúng rồi, vô phòng tắm riêng dạ. Không hiểu. Dạ. Nó có hai bộ phận dạ, có hai dạ, bộ phận. Nó có... Ví dụ cái nước máy đó. Mà bây giờ ví dụ tôi mua thì bây giờ 145 đồng phải không cô? Dạ, 145. Tự tôi tới ráp hay là có ai ráp dùng không? Sẽ có người đến ráp cho cô. Nếu mà cô có cái người gia đình làm cho cô tự ra đơn cũng đơn giản lắm. Thì cô làm, có gia đình, có ông xã hay là con của cô làm. Còn nếu không cô nhờ một người đến làm cho cô luôn. Bây giờ đó dạ, là cô muốn mua cái shower hay cô muốn mua cái under sink à? Mua cái under sink dạ, gì đó. Rồi mua cái under sink nha. Rồi cái bao đầu lọc nha là 145 đồng nha cô nha. Cô mua cái shower luôn đi để cho tóc nó đỡ rụng và da mặt da mịn màng nữa cô. Dạ thì có thể là bao nhiêu tiền? 145 đồng cộng với lại 95 đồng là 240 đồng đó cô à. Dạ yeah, là cô có một bộ luôn, giờ tắm vừa uống luôn à. Con tặng cho cô cái mà kem chống nhăn đó, cô chống nhăn mắt cho chị giá là 150 đồng luôn. Bây giờ con tặng cho cô cái dầu gội nữa nha, cái dầu gội để cái bài dầu gội và cái dầu dưỡng tóc để cho không có bị rụng tóc, phục hồi lại tóc đó cô. Dạ, dạ, dạ. Dạ, cô nói sao ạ? Cái như này không phải là xà bông, nó tốt hơn cái xà bông nữa, nó là cái dạng cao hơn xà bông là nó dưỡng tóc cho cô. Cái dầu dưỡng tóc có nghĩa là tóc của cô bị khô tổn, bị hư tổn, bị sơ sát là do cô sử dụng thuốc nhuộm nhiều quá, hay là bữa giờ cô cái sử dụng cái nước mà có nhiều thuốc tẩy á, làm tóc của cô khô. Thì cái nước này, cái dầu này nó giúp cho cô phục hồi lại cái chức năng của tóc, làm cho cô tóc của cô không bị gãy rụng và mượt mà trở lại đó cô à. Dạ. Dạ, không có cần dùng mỗi ngày đâu, cô sử dụng một tuần một lần thôi nha, một tuần một lần cho con. Dạ. Dạ, bây giờ con tặng cho cô hai cái món quà. Thứ nhất là cái mà dưỡng mắt như vậy là 150 đồng rồi cô. Và thứ hai là con tặng cho cô là cái mà cái dầu, cái dưỡng tóc á, cái dưỡng mắt và dưỡng tóc luôn, hai cái cho cô luôn. Là rất là mắc tiền, gần cả 200 đồng rồi. Gần 200 đồng rồi nha cô nha. Dạ. Dạ. Rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Rồi bên con sẽ gọi cho cô nha. Bên con sẽ gọi lại cho cô, tặng quà cho cô rất là nhiều rồi. Rồi cô à. Dạ. Con chào cô à. Dạ cô đang hỏi cái bình lớn là under sink phải không cô? Ủa dạ. Cô đang hỏi cái bình ấy. Ok. Dạ. Ồ, cô đang hỏi về cái bình nước kia under sink có cần dùng điện không? Dạ, con thưa xin trả lời cô, cô gọi tiếp để con trả lời cô luôn. Dạ, con chào cô. Cô đang hỏi về cái under sink đúng không cô? Dạ, con nghe ạ. Dạ, chị muốn hỏi Hương Giang cái bình lớn kia không phải cái bình under sink, cái bình kia kìa. Cái bình kế bên Hương Giang á. À, cái bình để bàn. Cái bình để bàn này thì mình phải cắm điện nha cô. Tại cái bình để bàn này là mình dùng bằng cơ. Dạ vâng, phải có cắm điện cô ạ. Bao nhiêu tiền? Dạ 150 đồng một bình đấy cô, một bộ này nó lọc nước cho mình uống. Thì cái này mình tiện là mình chỉ đặt lên bàn, mình cắm điện là mình dùng luôn, không có cần phải gắn gì ạ. Vâng, bao gồm là tiền phí shipping luôn. Dạ. Dạ, cái đó nó có cái bình ở ngoài nữa hay không, hay là chỉ có cái bình đó không? À dạ vâng, cái bộ này giờ chỉ có này không có bình ở ngoài nữa ạ. Dạ cô ơi, tại sao ở nhà cô có cái under sink không, cái máy mà under sink không, cái lọc, máy lọc nước ba đầu lọc đó cô, ở nhà cô có cái đó không? Cô ơi bây giờ con hỏi cô cái này nè, cô hỏi cô cái này, ở nhà cô có cái máy lọc nước ba đầu lọc không à? Cô đã có chưa ạ?
cô đã có chưa? Cái undersing á cô? Chưa. Có rồi. Cô không muốn thua thêm. Dạ vâng. Thì dạ bây giờ để bàn cái loại này thì nó có một bộ như vậy cô. Dạ vâng. À thế hả cô? Rồi, 150. 150 đồng. Dạ. Bao gồm ship bên luôn rồi đó cô à. Dạ. Rồi hôm nay cô có cần order gì nữa không? Hôm nay cô có mua sao 8 năm 1 tầng 1 rồi cô? Để cô nói cho con của con em. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô thấy. À dạ vâng. Cảm ơn Dạ vâng. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con chào cô ạ. Dạ. Quý và bây giờ quý vị tiếp tục gọi cho Thanh Thúy qua số điện thoại là 1888-680-6689. À, bây giờ mình đã có những cái sản phẩm như là cao cốt nấm linh chi, cao cốt sâm của Đông trùng hạ thảo. Và bây giờ có thêm cái nguồn nước tốt cho quý vị nữa. Thì bây giờ làm sao mà còn sợ ung thư nữa chị. Thì tất cả gia đình mình còn khỏe nữa. Không những khỏe mà còn đẹp nữa. Da mặt đẹp thì có cao cốt sâm Đông trùng hạ thảo. Và nguồn nước tốt làm giảm rụng tóc. Quý vị sẽ có mái tóc dài, dày và đẹp nữa. Và ngoài đỡ nhức mỏi nữa. Với lại là mình không bị loãng xương. Mình có những cái vitamin chất khoáng trong cái nguồn nước đó. Để cho mình không có bị loãng xương. Hello Thanh Thúy xin chào 714, Thanh Thúy xin nghe à. Hello chào em. Dạ em chào chị. Cái đầu lọc á, chị mua cái đầu lọc không á, ở dưới xin nó 3 cái đó bao nhiêu ạ? Dạ là hôm nay á là 145 đồng nhưng ngày ra mắt cho chị nha. Ông đầu lọc là filter. À cái đồ filter không á là 65 đồng. 3 cục dạ, một bộ 3 cục đầu lọc dạ. Cái hả? Dạ đúng rồi. 65 đồng. Bữa nay có tặng gì không? Dạ cái đó thì không có tặng quà. Yeah. Chị mua hai bộ đi, chị chia sẻ tặng chị sữa dê. Chị mua hai bộ để dự phòng đi. Thì có tặng quà chia sẻ. Bây giờ chị mua đi, em tặng chị chia sẻ đi, em tặng cho chị hộp kẹo sâm. Sữa dê. Kẹo sâm phải sữa. Chị xài qua rồi, cái nước thì chị đang xài đó em. Dạ. Yeah. Bây giờ tới giờ thay cái đầu lọc chị tính thay nè. Rồi bây giờ chị thay đi, rồi em tặng cho chị hộp kẹo sâm chia sẻ chị đã sử dụng tốt như thế nào. Dạ, alo Hương Giang nghe. Nấu nước nè. Nhưng mà nó uống nó tốt lắm em, nước này tốt lắm. Dạ, nấu ăn ngon không chị? Nấu ăn thấy như thế nào? Có khác biệt cơ? Mình nấu cơm nó trắng lắm em. Wow, dạ. Từ... Lát em sẽ giải thích tại sao mà cơm nó trắng. Lát em giải thích cho. Rồi. Rồi bây rồi em tặng cho chị cái sữa dê nha. Rồi em cảm ơn chị. Bây giờ Thanh Thúy giải thích tại sao mà quý vị nấu nước bình thường mà cái cơm nó bị đen, đúng không ạ? Và nấu nước và Awapasana cơm nó trắng. À, tự gì quý vị biết sao không? Anh Thúy có học về cái Thanh Thúy có đi một cái chỗ mà nó thí nghiệm về nước, cái nước mà mình uống á mà nó có nhiều chất tẩy đó thì nó làm cho cơm quý vị khi mà vào á nó hấp nó vào nó nhiệt độ cao hòa tan vô cái cơm của mình. Thì khi mà cái ba cái nhiều cái nhiệt độ cao thì nó cơm của mình nó chuyển màu, nó không có trắng như là ngã mạo, nó không có như là cái nước Awasana là nó đã lọc đi rồi. Không chỉ lọc cái chất chlorine, chất tẩy không, mà nó lọc đi những cái chất bẩn, 97 loại chất bẩn ô nhiễm môi trường mà do nhà máy nhiều thứ như là plastic, quý vị, những cái bao bì nè, đóng gói hộp nè, nó làm ra những cái chất mà quý vị nó hủy hoại môi trường của mình. Mà khi mình uống nhiều ngày thì quý vị cũng biết rồi. Quý vị so sánh đi, mang nước về, nước thường và nước Awasana về nấu ăn đi, quý vị thấy là cơm ở đây trắng, ngon. Còn cơm ở đây nó đen. Nếu bị không so sánh thì bị không thể nào thấy sự khác nhau giữa hai cái cơm mà mình nấu chung một cái nồi cùng một loại gạo đâu mà cùng một nhiệt độ đâu. Quý vị sẽ không thấy được rõ. Quý vị thấy rõ khi quý vị đem hai cái nguồn nước nấu cơm chung nhau thì cái cơm mà Awasana nó trắng ngon vô cùng luôn. Mà nó giữ được lâu nữa, nó không có bị thiêu lâu, nó không có bị thiêu nhanh như lâu là bị thiêu cơm. Đúng rồi ạ. Thanh Thúy xin chào 714, Thanh Thúy xin nghe. Hello, Thanh Thúy xin nghe hả? Hello, Thanh Thúy xin nghe hả? Dạ, quý vị ơi, khi nào quý vị gọi vô chương trình ngày hôm nay, quý vị Hương Giang xin nhắc lại promotion nha, đặc biệt ngày hôm nay để quý vị kịp theo dõi và order. Đó là quý vị ngày hôm nay gọi vô cao cốt sâm 260 đồng. Quý vị cũng được tặng luôn một đặc biệt ngày hôm nay, nhiều khi quý vị chưa kịp nghe đó mà quý vị sản phẩm rất là yêu thích trong thời gian vừa qua mà ai đã dùng rồi đều gọi vô chia sẻ với Hương Giang và Thanh Thúy là sao tốt quá con,
ngủ ngon quá con, từ khi mà dùng cao cốt linh chi là ngủ ngon mà da dẻ không còn mẩn ngứa, không còn mẫn cảm. Nhiều khi ngày xưa mình ăn đồ biển sao mình dễ bị nổi mề đay quý vị, là do cái gan mình nó thanh lọc, nó bị yếu, nó bị kém. Tại vì thời gian người nào cũng vậy thôi, không ai mà chắc chắn là cơ thể mình khỏe hoài, tốt hoài được. Thì ngày hôm nay quý vị dùng cao cốt linh chi là một cái sản phẩm từ Thượng Đế đã ban cho mình, một cái sản phẩm rất là tuyệt vời quý vị, là uống mà cho mình khỏe gan, mà thanh nhiệt gan, mát gan, và nó làm cho mình giúp ngủ ngon nữa quý vị. Có những cô chú chia sẻ và tôi cảm ơn chương trình quá, tại vì sau một thời gian tôi uống bây giờ tôi ngủ ngon, mà ngày trước ngủ giấc ngủ cứ chập chờn nữa quý vị. Thì ngày nay khi mà quý vị uống cao cốt linh chi thì quý vị sẽ ngủ ngon hơn, sâu giấc hơn, không còn mệt mỏi. Mà khi mà mình có giấc ngủ sâu, ngủ tốt rồi thì cơ thể mình thấy thoải mái, sảng khoái lắm quý vị. Như Hương Giang này, Hương Giang mà hôm nào chẳng may mà mất ngủ hay cái gì một cái là ngày hôm sau uể oải, tinh thần nó mệt mỏi liền, là do cái thiếu ngủ nó đưa đến nhiều cái trầm trọng lắm. Đặc biệt ngày hôm nay quý vị mua cao cốt sâm được tặng luôn một cái cao cốt linh chi. Mà sản phẩm cao cốt sâm thì quý vị đã biết trong thời gian vừa qua là quý vị uống rồi và chia sẻ rất là nhiều rồi đó. Là sản phẩm sâm này quý vị uống là buổi sáng, còn cao cốt sâm thì mình uống buổi chiều, cao cốt linh chi thì mình uống buổi chiều tối. Buổi sáng mình uống một muỗng nhỏ xíu này thôi là cơ thể mình khỏe khoắn này, không còn mệt mỏi này, giúp quý vị là nhiều quý vị uống xong rồi da dẻ còn hồng hào. Tại vì quý vị thấy không, người Hàn Quốc ít khi thấy ai mà nám mà sạm lắm quý vị, tại vì họ đã được Thượng Đế ban cho một cái sản phẩm về sâm mà nó coi như giống như họ dùng hàng ngày rồi, họ dùng giống như mình uống trà thì họ uống sâm vậy quý vị. Thì cao cốt sâm quý vị uống rồi mà lại còn giúp tăng cường trí nhớ, nghĩa là nó làm cho mình chậm lão hóa. Nhiều khi mình trí nhớ của mình ngày 1, ngày 2 cũng mai một đi, thì uống cái sản phẩm này thì càng ngày nó càng tạo cho mình cái trí nhớ minh mẫn và tỉnh táo. Ngày hôm nay quý gọi rồi là được mua cao cốt sâm, được tặng cao cốt linh chi. Hello, xin chào 661 ạ. Hello. Chị ơi, chị rồi cái máy sao ở tắm đó cưng. Dạ rồi chị. Máy sao ở tắm nha. Chị đã sử dụng bao giờ chưa? Chị mới mua, chị mới lấy hôm lát xa thì để cho chị mua nguyên bộ đó cưng. Chị mua vừa tắm mà vừa lọc nước đó cưng. Bây giờ chị mua thêm nữa hả? Chị mua thêm cho rồi. Nhà em chị, tại chị tắm chị thích quá đó. Dạ rồi, thích quá không à, thích như thế nào, chị tắm bao nhiêu ngày rồi? Chị tắm mỗi ngày thì chị mua, chị lấy hôm sáng thứ bảy chị xuống chị lấy đó cưng. Nhưng mà chị tắm bao nhiêu ngày rồi? Bao lâu được bao thời lâu gian bao lâu đó? Từ hôm thứ bảy tới giờ. Ờ, cũng gần một tuần rồi. Rồi giờ chị thấy da của chị nó cải thiện nhiều hơn không? Nó mịn. Mịn màng hơn. Đấy không? Em nói đúng không chị? Chị thấy da nó mịn màng sẵn, nó khác biệt liền đúng không? Mà mát hơn, cái da của mình nó không có bị mịn mà mướt em. Mướt. Không, tự gì khi mà chị vào thuốc tẩy á, nó làm cho da của mình nó rất rất mà nó nhám nhám mà làm lúc nào mình tay mình cũng sờ 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 á. Nó giống như là có một cái lớp gì ở bên trên á. Còn bây giờ vừa mít vừa mướt chị đây. Dạ giống như là nó, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ chị quá là thích luôn mà fall in love với nó rồi, phải mà yêu quá phải giới thiệu cho bạn em gái luôn sử dụng luôn phải không chị? Dạ. Rồi bây giờ em tặng cho chị muốn em tặng cái gì? Kẹo sâm nha. Chia sẻ okay. Kẹo sâm đây rồi, em tặng cho chị kẹo sâm, hộp kẹo sâm. Còn cái bộ mà lúc đó cũng còn đúng giá tiền á, chứ 140 đô phải không? 145 đồng chị. Dạ. Cho chị hai, cho hai phần đó, một phần lọc nước với một phần tắm sao rồi. Rồi, một lọc nước luôn, đầu lọc để em coi thêm có quà gì thêm cho chị nha. Đầu lọc nước em tặng cho chị thêm cái dưỡng tóc nha. Cái dưỡng tóc Kigo đó. Rồi, em coi em tặng cho chị thêm một cái chai cái này là kem mà chống nhăn mắt á chị. Đi chơi tối nay cuối tuần này đi chơi á, xúc lên đi cho nó đẹp lộng lẫy nha, nó không có bị nhăn mắt nữa. Cũng như là những cái vết nhăn ở trên mặt á, nó sẽ làm giảm đi tạm thời cho chị. Dạ, cô bé lọ lem trở thành nàng công chúa xinh đẹp luôn. Dạ. Nhưng mà cái này làm chị, nó làm cho chị, nó làm cho chị chống nhăn tạm thời, dạ, là nó thẳng cái da trong tạm thời, nhưng mà sau đó nó trở lại. Trở lại, nhưng mà chị sử dụng thường ngày thì nó sẽ giảm cho chị luôn. Dạ. Rồi cái kem dưỡng mắt nữa. Rồi em cảm ơn chị nhiều. Em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi em chào chị. Thanh Thúy xin chào 469 à. Hello. Dạ em chào chị. Cho em hỏi mình đang trong giờ live show không? Đúng rồi, trong giờ live show đây. Chị nói là tất cả mọi người đang nghe đó. Chị cũng hỏi cái chai thuốc detox á là bao nhiêu một chai? Chai detox của dược sĩ Thu Thảo phải không chị? À, dạ. Chai là chị đã uống cả dạ, hôm em mua có chai thuốc
thuốc ốm đó. Dạ, Dr. Choice. Chai detox đó, bây giờ cái chai detox là bao nhiêu một chai? 35 đồng. Chị mua cái Dr. Choice chị tự tặng cái detox, đúng rồi, ngày hôm đó mình được tặng như vậy đó. 35 đồng hả? Dạ đúng rồi. Mình mua một chai vậy có ship về cho mình không? Dạ, bên em có ship về cho chị, nếu chị mua một chai 35 đồng. Dạ. À, mà ship là bao nhiêu tiền hả? Thì em không biết chị, bên bộ phận shipping em không có lo về phương xuống lại shipping nha, bên bộ phận shipping lo. Dạ. Rồi, giờ hôm nay mình có chương trình gì không nhỉ? Dạ, hôm nay ở nhà chị có cái shower tắm chưa? Em sẽ tặng chị sẽ về nha. Hả? Ở nhà chị có cái shower tắm hay không mà chị hiện giờ đang có promotion cho shower, cái Awasana cho tắm đó chị. Tắm cho cái làn da mịn màng với lại không có rụng tóc á. Chị có cái đó chưa? Hôm nay mua một tặng một đó. Chị sử dụng ở nhà, chị sử dụng cái nước nào, nguồn nước nào chị cho em biết đi nè. Nguồn nước không tên chảy xuống bình thường. Trời ơi, chị tắm bằng cái nước đó, chị thấy cái da chị nó có bị khô không? Đúng không? Mà thấy tóc có bị rụng không? Đó. Thì bây giờ chị có sử dụng thử những cái dầu gội nào nó cũng không có hết đúng không, mà chị thử đổi đi, nhiều người bị lắm mà cho người ta đổi cái nguồn nước này nó đỡ lắm á chị. Hôm nay mua một tặng một đó, ngày hôm nay đặc biệt là tụi em ra mắt là mua một tặng một cho chị, 95 đồng. Chị sử dụng đây, lát xe da nó có cái chất mà da mịn lắm và nó không có rụng tóc cho chị, nó giúp là giảm rụng tóc từ... Lát hồi nữa nói nhân viên gọi lại cho mình nha, có nhiều mặt hàng mình cần đó gì đó, còn mình gọi lại cho mình để mình hỏi thăm nha. Rồi, mua một tặng một, em sẽ ghi trước cho chị. Dạ, để chị có cái promotion này nha, chứ sau show này không còn đâu. Sau tắm mua một tặng một cho chị trước nè, nha chị nha. Rồi, 95 đồng mua một tặng một ngày hôm nay luôn rồi đó, không có là promotion quá đặc biệt luôn, mua một tặng một. Cái viên cái bồi luôn á chị, viên đó hệ thống để chị tắm luôn đó. Còn nước Awasana đó chị à, của Mỹ nha, Made in USA. Rồi, ra công ty gọi cho chị. Rồi, em cảm ơn chị. Quý vị biết không, công ty Awasana là cái công ty mà đã có lịch sử phục vụ cho nguồn nước cho quân đội Mỹ, là họ trong cái thời chiến họ lọc nước biển thành cái nước ngọt để sử dụng. Là cho nên là công ty, hỏi công ty Awasana là công ty lớn hay không thì Thanh Thúy cho quý vị đó, nó lịch sử mà nó đem cái nguồn nước cho quân đội Mỹ mà phục vụ trong thời chiến á, là nó lọc từ cái nước biển thành nước ngọt cho những cái quân đội Mỹ họ uống. Thì nó là 25 năm rồi, nhưng mà vào cái thị trường Việt Nam mình là 5 năm. Thì cho phép bây giờ Thanh Thúy mở cái đường dây kế tiếp à. Anh ơi, dạ, bây giờ anh order cái Undersing ha. Thì em tặng cho anh cái dầu gội Kigo mà hấp dầu, ủ dầu, dưỡng tóc. Và em giới thiệu thêm cho anh là bên em có luôn cả cái shower tắm mua một tặng một. Anh có order luôn không, em giữ luôn cho anh. Đặc biệt cái mùa xuân ngày hôm nay. Dạ, yeah. Tôi có rồi. Có rồi ha, Undersing. Dạ, anh ơi, anh chia sẻ cho em đi là anh dùng cái Awasana, hệ thống Awasana thời gian vừa qua anh thấy sao anh ha? Rồi, ok, người vậy thì gọi sau đi, ok, bye ha. À, dạ vâng, anh ngại chia sẻ nhiều, dạ vâng, cảm ơn anh, em giữ cái bộ môn xuân này cho anh, dạ vâng. Bây giờ mình chơi game đi vị ơi. Dạ. Cái game thứ hai là kể tên những gì bạn làm mà không cần phải suy nghĩ nhiều. Cái này là hơi nguy hiểm á nha. Kể tên những cái việc gì mà mình làm á mà không phải suy nghĩ nhiều. Thì nhiều lắm á, nhiều thứ mình nhiều thứ làm việc tốt thì mình không cần suy nghĩ nhiều. Làm việc gì mà không cần phải suy nghĩ, những cái hành động gì mình làm đó nha, cái này hành động mà phải là việc làm từ thiện đó vị. Nghĩa là kể tên những gì bạn làm mà bạn không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ thư giãn, relax thôi. À, nhiều khi thành thói quen không thì không cần suy nghĩ đúng không? Dạ, việc gì mà không cần suy nghĩ giờ quý vị gọi cho Thanh Thúy còn có vài phút thôi nhớ vị nha, gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ để mà mình có những cái quà tặng như là bịch cà phê nè, kẹo xăm quý vị. Rồi, qua có số điện thoại là 1888-680-6689. Cái này hơi bị khó nha. Game càng ngày càng khó đó, không phải đơn giản đâu. Khó mà dễ mà khó. Kẹo xăm càng ngày càng mắc nhớ vị. Cho nên là quý vị câu hỏi thì hơi khó nên khán giả của mình bây giờ là cái level cao quá rồi chị à. Thanh Thúy xin chào 714 à. Thanh Thúy xin nghe. Nghe nhạc dạ không có, đúng rồi, nhưng mà nó không có trong đây. Rồi, dạ Hương Giang xin chào 469 ạ. Hello. Dạ con nghe đây ạ. Anh xin chào 408 ạ. Dạ con nghe đây cô. Chơi game dạ đúng rồi, chơi game cũng suy nghĩ nhiều lắm á cô ơi, chơi game là bị động não luôn á. Bạn con chơi game mà bạn con hả bị stress nhiều lắm cô, không đúng nha cô nha. Thanh Thúy xin chào 714 à, Thanh Thúy xin nghe. Trời ơi, chờ máy. Là cái gì, chờ máy đi. Hello, là cái gì chị?
Chị hát hả chị? Hát đúng không ạ? À? Rồi đúng rồi, nhưng mà đó không phải câu trả lời ưu tiên nha. Chị cho em số điện thoại của chị được không? Dạ, của em là 714 714 sao tắm cái này là tiền 224-9410 đúng không ạ? Rồi bây giờ thì cái trả lời đúng nhưng mà không phải câu trả lời ưu tiên nha. Vậy em bắt thêm 3 người nữa. Hôm nay đông khách gọi quá là bắt thêm 3 người nữa thôi. Thôi lấy xin chào điện thoại kế tiếp ạ. Đi shopping mua sắm. Rồi đi shopping mua sắm em, cái này là em suy nghĩ và hả nát cả đầu luôn á chị ơi. Cái này không đi shopping không phải là không suy nghĩ đâu, đi shopping suy nghĩ dữ lắm luôn á cô chị ơi. Không có nha chị nha. Rồi thêm hai người nữa. Thôi thôi suy nghĩ. Dạ. Đi tập thể dục. Dạ đúng rồi nhưng mà không có trong đây nha cô. Rồi một người cuối cùng. Thanh Thúy xin nghe hả? Hello, Thanh Thúy xin nghe ạ. Hello, Thanh Thúy xin nghe. Hello, Thanh Thúy. Dạ. Em chào. Dạ. Dạ, em chào chị. Chào em, chị nghĩ rằng khi mà chị tắm trong ngày, khi mà chị tắm, khi chị gội đầu, là lúc đó chị hoàn toàn tươi lắm. Đúng rồi, cái đó đúng rồi chị. Nhưng đúng rồi, chị là người trả lời chính xác nhất là tắm. Là câu trả lời ưu tiên nha chị. Rồi, chị cho em cái số điện thoại của chị được không? Dạ. Chị số điện thoại của chị số. Chị ơi, chị số điện thoại chị số mấy vậy? 714-422-5053. Rồi, em cảm ơn chị. Chị là trả lời chính xác và đúng quý vị. Tắm là mình khi mà mình làm mà mình không có cần phải suy nghĩ, mình chỉ cần ca hát thôi phải không chị ha. Rồi em chúc mừng chị nha, chị là người chiến thắng cái game thứ hai. Và vì là mình có người game chiến thắng thứ hai rồi. Lâu quá. Rồi em mời điện thoại kế tiếp ha. Có một cô đợi rất là lâu để muốn chia sẻ mà cô tâm huyết về cái và cao cốt linh chi phải không cô? Cô nói đi cô để cho mọi người cùng nghe ạ. Đây. Bây giờ con nói lại để cho mọi người cùng nghe cô ha. Cô chia sẻ là cô dùng cao cốt linh chi này là cô ăn được, ngủ ngược, cô ngủ ngon mà lại còn bớt ngứa ngáy. Ngày xưa cô ăn đồ biển là cô bị ngứa ngáy nhiều, chứng tỏ là ngày xưa mình gan yếu, gan bị đang bị co, đang bị mệt gan, yếu gan thì mình ăn đồ biển mình hay bị nó giống như là bị ngứa, bị mẩn mề đay, người Việt mình hay gọi là mẩn mề đay đấy quý vị. Thì ngày hôm nay cô uống cao cốt linh chi thì không còn cái hiện tượng đó nữa. Trời ơi, con cảm ơn cô nha. Hôm nay cô mua sau tắm thì lại còn gút nữa, mua một tặng một rồi con. Rồi là coi như da dẻ đã không ngứa ngáy mà còn mịn màng nữa. Rồi con cảm ơn cô nha cô. Dạ, dạ vâng, con cảm ơn cô nhiều. Dạ vâng. Tiếp tục là cho Thanh Thúy và những cái phút cuối cùng nha quý vị nha. Hôm nay nãy giờ quên là quý vị không có mua cái promotion đặc biệt ngày hôm nay là Đông Trùng Hạ Thảo mua 1 tặng 1 30 viên, 1 tặng 1 30 viên và cao cốt xăm được tặng cái cao cốt nấm linh chi. Nếu không lấy cái cao cốt nấm linh chi thì được tặng cái vòi tắm quý vị và được tặng thêm cái thực phẩm sinh tồn. Và ngày hôm nay đặc biệt hơn trên tất cả các đặc biệt là cái sau tắm này mua 1 tặng 1 95 đồng mà thôi. Còn cái ba cái lọc nước mà ba đầu lọc quý vị không có ở nhà, quý vị bắt buộc phải có liền dùng cho Thanh Thúy, tự nhiên lọc hết những cái chất tẩy cũng như 97 cái loại chất mà gây ô nhiễm môi trường. Và đồng thời nó lọc đi những cái chất độc hại nhưng mà nó vẫn giữ những cái chất khoáng vitamin cần thiết mà nuôi dưỡng cho cơ thể con người mà Thượng Đế ban tặng ở trong nguồn nước của chúng ta. Không có cái món quà nào mà tốt bằng Thượng Đế ban tặng hết đó. Những cái sản phẩm mà con người tạo ra nhân tạo làm sao mà tốt bằng những cái vitamin, những chất khoáng mà do Thượng Đế thiên nhiên. Thì cho nên trong cái chất nước nó có những cái chất xin, chất kẽm, chất canxi, calcium cho quý vị, tốt cho xương. Nếu quý vị thiếu những cái chất đó là quý vị thường bị loãng xương, bị đau nhức rất là nhiều, thiếu chất quý vị. Cho nên quý vị đang sử dụng cái nguồn nước nào và filter nào á mà nó lấy hết tất cả những cái chất đó mà trong đó có những cái chất khoáng luôn, là quý vị phải để ý giùm cho Thanh Thúy. Từ vì nó sẽ một ngày nào đó quý vị sẽ cảm thấy là cơ thể bị yếu, bị suy nhược và cũng như là bị đau nhức và bị loãng xương nữa. Cho nên tại sao mà công ty Awasana họ cho ra cái nguồn nước ba đầu lọc này với những cái điều, những cái chức năng mà giúp
cơ bản tốt nhất cho quý vị quá qua nhiều cái nghiên cứu đã bao nhiêu năm nay rồi. Thì cho nên quý vị hôm nay quý vị cần phải có cái nguồn nước ba đầu lọc này, chỉ có 145 đồng mà thôi, mà nó mình được tặng nguyên một cái dầu gội dưỡng tóc. Cái này dầu gọi nó theo tiếng nói sai là dầu dưỡng tóc, phục hồi tóc. Lại tóc cho quý vị để cho tóc quý vị không bị hư tổn. Gọi cho Thanh Thúy ngay bây giờ qua số điện thoại là 1888-680-6689. Mà nó ưu việt ở điểm này Thanh Thúy mà chị rất là tâm huyết, mà khách hàng đã dùng rồi hay chia sẻ. Đó là khi mà nó nguồn nước tốt rồi mà còn tiết kiệm nước mà lại không bị cồng kềnh, hay là gia đình nhà mình bị bình chứa rồi nước thải rất là dơ nhà nữa. Nhiều khi mấy anh chị kia bảo trời ơi ngày xưa nhà nó nhỏ xíu mà tự nhiên cái bình chứa nó to tướng này, xong rồi nó lại còn bị nước thải quý vị. Mà rất là tiếc quý vị, ngày xưa vì mình không có quyền lựa chọn thì mình phải chấp nhận. Nhưng mà từ khi mà biết cộng đồng chia sẻ, nhiều người khi biết rồi là đòi đổi là vì cái lý do đó nữa. Thế hello, mình rất là... xin nghe yeah. À, cho tôi chia sẻ nha. Dạ, yeah, cô bởi chia sẻ đi. Con tôi nó có mua mấy cái giòi nước này rồi. Dạ yeah. Yeah. Cái giòi nước này nè, cho tôi tắm vào lúc mà tôi mới qua bên Việt Nam, tôi mới qua đó. Mình mẩy tôi nó nổi ngứa đỏ hết trơn à. Yeah. Còn gội đầu á thì cái nước nó, cái tóc của nó giống như để tre vậy đó. Dạ. Yeah. Chải tóc không có được. Dạ. Yeah. Xong rồi cái con tôi nó mới đi tìm cái giòi nước này nè, nó nghe yeah. quảng cáo cũng nói người chỉ nói là cái giòi yeah. nước này tốt lắm, cái con tôi nó mua về. Dạ. Yeah. Mua về xong cho tôi tắm cỡ chừng một tuần lễ cái tự nhiên mấy cái hộp đỏ đó. Dạ, yeah, không còn nữa. Nó mất tiêu hết trơn. Dạ. Yeah. Thì tôi chải nó suôn sẻ giống như bình thường vậy đó. Trời đã cơ ha. Không bao giờ rễ tre. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, con chúc mừng con. Dạ. Yeah. Alo, dạ Hương đang nghe ạ. Dạ rồi, bây giờ có thể một ngày nào đó con đăng ký cuộc thi mà mái tóc dài đẹp á, cô có thể đăng ký luôn nha. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, bye, cảm ơn cô. Rồi con tặng cho cô cái mua undersing, con tặng cho cô cái dầu ủ tóc tóc nha cô ha. Dạ. Dạ vâng, hôm nay cô đã dùng sản phẩm này lần nào chưa cô? Cô có cần chia sẻ cái gì không? Hết giờ rồi, rồi con cảm ơn cô nha. Dạ hết giờ. Bây giờ thì ơi, bây giờ mình lố giờ đấy vị ơi, bây giờ đó là cái điện thoại cuối cùng và mong rằng quý vị ở nhà mà đang mua về cái máy shower này quý vị và cố gắng là làm càng nhanh càng tốt nha. Và khi sử dụng tốt rồi gọi và chia sẻ giùm cho Thanh Thúy. Thanh Thúy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình vào ngày mai. Hương Giang chúc quý vị sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Thưa quý vị, 1.500 năm trước, người Tây Tạng đã biết dùng đông trùng hạ thảo để bồi bổ sức khỏe. Xuất xứ từ vùng Hy Mã Lạp Sơn, đông trùng hạ thảo 950 đã được đưa sang, nuôi trồng và chế xuất hoàn toàn tại Mỹ và được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chứng nhận là organic 100%. Qua bao nhiêu năm thử nghiệm, đông trùng hạ thảo 950 đã đạt được một số công dụng cụ thể như tăng cường sinh lực, chống mệt mỏi, tăng cường sức miễn nhiễm, chống bệnh tật, tăng cường chức năng của phổi, giúp cho việc hít thở điều hòa và nhẹ nhàng, tăng cường chức năng của thận, chống đi tiểu đêm và giúp cho giấc ngủ êm đềm. Thưa quý vị, mỗi ngày chỉ cần 1 đến 2 viên đông trùng hạ thảo 950 chính là dược liệu thiên nhiên quý giá bồi dưỡng sức khỏe thích hợp với mọi lứa tuổi. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. Sản phẩm hồng sâm Gươm Sâm được trồng trong điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng nhất Hàn Quốc. Nền nhân sâm trồng ở Gươm Sâm có hàm lượng chất ginsenoside cao gấp 1.7 đến 2 lần so với nhân sâm của các vùng khác. Hồng sâm có các tác dụng tăng cường khả năng miễn dịch, lưu thông tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng kiệt sức, tăng cường trí nhớ, cải thiện chức năng sinh lý, ngăn ngừa các bệnh người già. Ngoài ra, cao sâm còn có tác dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Sản phẩm Gươm Sâm thích hợp cho mọi đối tượng và có nhiều loại để quý vị lựa chọn như hồng sâm cao cốt, sâm nước, sâm viên, trà sâm, sâm lát tẩm mật ong và kẹo sâm không đường. Mọi chi tiết xin liên lạc International Home Shopping 1-888-688-2999. 1-888-688-2999.